Bà con, với việc giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục tăng nóng trong thời gian gần đây, nhiều nông dân trồng lúa gặp không ít khó khăn, chi phí đầu vào tăng không phanh, trong khi giá lúa không tăng khiến người nông dân khóc ròng. Thời điểm hiện tại, nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào gieo xạ vụ đông xuân 2021-2022. Tuy nhiên, giá phân bón bán ra tại các đại lý tăng rất cao, nhiều loại tăng gấp đôi, làm gia tăng chi phí đầu vào khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người tỏ ra e ngại do sợ thua lỗ. Chắc vụ đông xuân tới, anh em tụi tôi chỉ làm một vụ rồi nghỉ luôn, bỏ đất hoang, vì làm lúa hay nếp phải mất từ 3 đến 6 tháng mà không có đồng lời nào thì sản xuất làm gì nữa. Nhiều nông dân cho biết, nếu so sánh cùng kỳ năm trước, các loại phân bón đã tăng gấp 2-3 lần, nông dân hầu như không ham làm lúa nữa. Nhiều người trồng lúa như tôi đều muốn bỏ ruộng vì sản xuất lúa không có lời, thậm chí lỗ nặng. Theo tính toán của ông Nhân, chi phí sản xuất lúa hiện nay trên 3,5 triệu đồng trên một công. Nếu một công lúa thu hoạch được 800 kg lúa và bán được với giá 5.000 đồng 1 kg, nông dân lời được 500.000 đồng sau 3 tháng trồng lúa. Nếu năng suất đạt 800, nếu năng suất chỉ đạt 600 kg trên một công thì nông dân cầm chắc lỗ rồi. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xu hướng đi ngang. Giá lúa gạo ít biến động so với các ngày trong tuần. Tại An Giang, sau phiên điều chỉnh hôm qua, giá lúa hôm nay đứng ở mức cao, cụ thể OM5451 ở giá 5.200 đến 5.400 đồng 1 kg, nếp vỏ tươi 5.400 đến 5.500 đồng 1 kg, nếp Long An tươi 5.400 đến 5.500 đồng 1 kg, nếp vỏ khô 7.000 đồng 1 kg, nếp Long An khô 7.000 đồng 1 kg, Đại Thơm 8 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg, OM380 giá 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg, OM18 giá 5.600 đồng 1 kg, Nàng Hoa chín ở mức 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, lúa Nhật duy trì 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg, IR50404 khô 5.500 đồng 1 kg, Nàng Nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg, IR50404 tươi 4.900 đến 5.100 đồng 1 kg, OM9582 tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Tương tự tại các tỉnh của Hậu Giang, Kiên Giang hiện vẫn đang trong giai đoạn thu hoạch lúa thu đông. Giá lúa không biến động nhiều, hiện IR50404 tươi 5.000 đến 5.100 đồng 1 kg, OM5451 tươi 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg, Đại Thơm 8 giá 6.100 đến 6.300 đồng 1 kg, OM18 giá ổn định 6.200 đến 6.400 đồng 1 kg, Giạc Min 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg. Với giá gạo sau phiên điều chỉnh tăng giảm hôm qua, hôm nay đi ngang gồm gạo nguyên liệu IR50404 duy trì ở mức 8.400 đến 8.550 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR50404 ở mức 9.300 đến 9.400 đồng 1 kg. Tấm loại 1 IR50404 giữ ổn định ở mức 7.600 đồng 1 kg và cám vàng ổn định ở mức 7.600 đồng 1 kg. Đối với gạo bán tại chợ lẻ An Giang, hôm nay cũng ổn định giá. Gạo Nàng Nhan 20.000 đồng 1 kg. Gạo Thơm Thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo Hương Lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo Sóc Thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, Sóc Thái 18.000 đồng 1 kg, Thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo Giặc Min từ 15 đến 16.000 đồng 1 kg, gạo Nàng Hoa 16.500 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 20.000 đồng 1 kg và gạo Thường 11.000 đến 11.500 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu tiếp tục ổn định ở mức 433 đến 437 USD trên một tấn với gạo 5% tấm. Gạo 25% tấm là 408 đến 412 USD trên một tấn. Và gạo 100% tấm là 438 đến 442 USD trên một tấn. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ cập nhật bảng giá chi tiết và đầy đủ nhất của một số giống lúa khác cho bà con tham khảo. Lúa OM18 lúa khô 7.500 đến 7.800 đồng 1 kg. Lúa OM380 lúa tươi 4.700 đến 4.900 đồng 1 kg. Lúa OM9582 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa OM9577 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg. Lúa OM7347 lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Lúa OM6976 lúa khô 6.500 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa OM6976 lúa tươi 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa OM4009 lúa khô 7.100 đến 7.200 đồng 1 kg. Lúa OM4009 lúa tươi
5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Lúa OM 18 lúa tươi 6.100 đến 6.300 đồng 1 kg. Lúa OM 4218 lúa tươi 5.700 đến 5.900 đồng 1 kg. Lúa OM 5451 lúa khô 7.200 đến 7.300 đồng 1 kg. Lúa OM 5451 lúa tươi 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg. Lúa Đại Thơm 8 lúa tươi giá 6.000 đến 6.300 đồng 1 kg. Lúa Đại Thơm 8 lúa khô 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. Lúa ST 25 lúa tươi 6.500 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa Nàng Hoa 9 lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa tươi 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa khô 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg. Lúa ST 24 lúa tươi 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg. Lúa ST 24 lúa khô 8.000 đến 8.100 đồng 1 kg. Lúa Thơm Đài Loan lúa tươi 6.700 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa Hưng Châu 6 lúa tươi 5.000 đến 5.100 đồng 1 kg. Lúa Nhật DS1 lúa tươi 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Lúa Nhật DS1 lúa khô 7.500 đến 7.700 đồng 1 kg. Lúa Nàng Nhan khô 12.000 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi An Giang 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô An Giang 7.000 đến 7.200 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô Long An 6.700 đến 6.800 đồng 1 kg. Và nếp vỏ tươi Long An là 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Lúa giặt min lúa tươi 6.300 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa giặt min lúa khô 8.300 đồng 1 kg. Lúa ER 50404 lúa tươi 5.200 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa ER 50404 lúa khô 5.800 đến 6.000 đồng 1 kg. Lúa VNR 20 lúa tươi 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Chúc bà con luôn được nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại vào các bản tin lần sau.